Kỳ trời, tự nhiên ra không quen biết vậy trơn, trời chưa chào hỏi cái đi lạng vòng nhìn nhịn gì á. Ai giống người mẫu bán xà bông quá trời. Ai đây? Phải Hoài Linh không? Ủa sao tự nhiên biết tôi vậy? Nhìn râu là biết ha. Vậy ha. Nhớ không? Nhận ra rồi. Ai? Cái mỏ nhọn quát Bảo Trung. Cái này không thể nào lộn đâu. Trời, nó có về hồi nào? Mới về, kiếm anh quá trời luôn. Trời ơi, tôi cũng kiếm anh quá trời. Chút xíu nữa anh em mình không còn gặp nhau nữa rồi. Sao vậy? Anh cứ tưởng tượng tôi băng qua đường, tôi thấy người đi trước giống anh lắm. Ờ. Tôi băng qua đường thì một chiếc xe mô tô 750 phân khối nó đâm vào tôi. À, tôi yếu tim. Vậy hả? Rồi có sao không? Đâu chưa kể hết. Ủa rồi sao? Rồi anh cứ tưởng tượng đi. Nó tắp vô lề. Ờ. Nó đụng hai chồng ông đi xe đạp nghe một cái rầm. À. Ê rồi sao nữa? Trời đất ơi, yếu tim mà hỏi sao nữa hoài à. Thôi đừng kể đi. Yếu tim mà khoái nghe lắm. Thấy ghê phải không? Ừ. Kể tiếp nè. Sao? Anh cứ tưởng tượng với xe mô tô mà đụng với xe đạp còn gì nữa mà nói. Ờ. Người vợ nằm tại chỗ, người chồng văng ra xa, ốc ác văng đầy đường. À. Chưa hết đâu, còn nữa. Ủa còn nữa ha? 10 phút sau. Người chồng từ từ ngồi dậy. Ờ. Lết lại gần người vợ. Ờ. Hốt ốc gắn vô, hốt ốc gắn vô. À. Ê cái này không á nghe. Không á? Anh láo quá, tôi đục anh phù mỏ giờ à. Anh muốn cái miệng anh dày bằng miệng tôi không? Tôi láo thế nào? Trời ơi, ốc con người tự nhiên cái đâu 10 phút sau bò dậy hốt ốc gắn vô láo vừa phải thôi. Tôi đâu có nói ốc người đâu. Chứ ốc gì? Ốc xe đạp. Trời ơi, bù lon con tán cái văn đầy đường tao hốt gắn vô chạy mới được chứ. Trời ơi, lâu lâu gặp cũng còn láo à. Vậy anh có chuyện gì vui không? Trời ơi, không những chuyện này không phải vui đâu mà xúc động. Phải không? Trời ơi, anh biết không? Sao cái này rồi ha, nguyên một rạp đứng lên khóc ròng rã 2 tiếng đồng hồ. Mà cái tiết mục gì ghê vậy? Trời ơi, một cái đoàn xiếc nước ngoài về Việt Nam mình trình diễn nha anh. Trời, có một cái tiết mục nha, ngầu lắm. Ừ vậy hả? Một bà già 80 tuổi cùng hai tay hai chân lái xe rim chở ba. Hả? Bà già 80 tuổi. Ừ. Cục hai tay hai chân. À. Lái xe rim chở. Cái tay đâu lái cha? Ủa cái tay đâu mà hốt ốc gắn vô? Ờ, vậy chưa lại anh à. Xin lỗi anh, cái mỏ anh nhọn chứ miệng tôi dày à. Chơi với anh với hai anh em mình là kỳ phùng đập địch thủ mà. Ờ. Lâu lâu gặp nhau mà. Ờ. Vui vẻ quá ha. Ờ. Nhưng mà giờ đừng có xạo nữa nha. Đâu xạo đâu. Bắt đầu hỏi thiệt nè. Thiệt đi. Trả lời thiệt nha. Ừ. Làm nghề gì? Ca sĩ. Nhìn cái tướng là biết ca sĩ. Nói tới ca sĩ là chảnh à. Coi mấy cái tụ điểm ca nhạc đâu có thấy anh hát đâu. Trời ơi, hát tụ điểm ca nhạc làm chi, tôi hát đài không à. Hát đài. Ờ. Ủa mà hát đài nào? Khí tượng. Ủa đài khí tượng là đài gì ta? Đài báo bão đó. Trời ơi, mỗi lần tôi hát lên cái bão tố dập rầm 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 vậy đó. À tôi biết. Mấy cơn bão lớn kìa rồi là anh hát không phải không? Ê, bậy à, cái đó không có. Đó hình như anh hát à. Ghê. Nhìn tướng biết làm Nhìn gì Nhìn tướng đẹp ghê, làm nghề gì á? Ca sĩ. Xạo. Vừa ca sĩ vừa người mẫu. Trời ơi, tướng anh có mẫu hậu chứ người mẫu. Trời ơi, không giờ hỏi ca sĩ sao tôi đi coi tụ điểm cũng không thấy mà đài cũng không thấy anh hát là sao? Trời, mấy cái tụ điểm nhỏ xíu đâu có hát được. Tôi hát cái chỗ tôi hát là mặt bằng phải rộng hát là được. Sân banh hả? Không phải, hát đám. Đám gì? Đám cưới, đám giỗ, đám mừng tần, đám gì tôi cũng hát hết á. Thậm chí đám ma giá sòng phẳng cũng hát luôn. Vậy hả? Ờ. Hát nhạc gì? Tụi hát nhạc bạo lắm. Bạo nhạc gì? Tụi nhờ vậy mà tôi được đi hát nhiều đó. Đám ma nào cũng kêu tôi lại giúp vui. Ủa vậy hả? Ờ. Loại gì? Nhạc rap. Nhạc này thịnh hành nghe. Đó. Rap Mỹ hả? Không phải. Rap Pháp hả? Bình thường. Rap Ấn Độ hả? Chuyện nhỏ. Chứ rap gì? Khmer. Sao kỳ, Khmer cũng có rap hả? Trời ơi, coi rap Khmer hay hơn rap Mỹ nữa à. À. Từ Việt Nam mà có rap đừng nói Khmer. Đặc biệt là tôi hát bằng tiếng Khmer. Ê, đây hiểu tiếng Khmer nghe. Biết không? Biết. Vậy thì gai gu rồi. Tôi hát cho anh nghe. Hát đi. Giới thiệu đàng hoàng mới hát. Tôi làm model nhảy cho anh hát nghe. Dạ kính thưa quý vị, sau đây mời quý vị nghe một bài hát được mang tên Win Ơi Sẽ Lấy Minh Tế. Be Say Yeah! Yeah! Chạy vô bây giờ mình chết sẽ ngay in chọt bọt sân á tết khai nhấm cắn tay tuột sẽ rong. Be Say Yeah! 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 Rui khai nhóm rô ná xe lên minh tế. Rươn tay mục tục tay mơ. Rui răng hết răng sao nhai. Bì say yeah. Phù mỏ.
Phù mỏ chứ ve. Ví dụ gì? Dế chứ ve gì? Gì? Trời ơi, tự nhiên đi hát nhạc rap gì, nói gì hát nhạc Khmer. Có tuột xà rong rụng răng hết răng sao nhai à? Ủa, tụi có nói tuột xà rong không? Sao không có? Chắc hát lộn đó. Trời, hát tiếng Campuchia rõ ràng là Win ơi xà lê minh tê đó. Là gì? Trời, I love you ok. I love you ok là gì? Trời, ai biết. Đó. Đâm bang không? Thấy đâm bang không? Trời ơi, hát nhạc ngoại là mình biết mình hát, không biết hát nhạc nước mình đi. Nhạc nước mình là tôi không có rành lắm. Tôi hát cho nghe. Được không? Bảo đảm. Hát gì? Cải lương. Hát cải lương? Ờ. Tuồng gì? Tô anh. Anh đóng vai gì? Anh Nguyệt. Cho tôi làm vai nữa, chảnh nữa. Cho tôi làm vai vậy. Được không? Được rồi, có vai. Có không? Có. Tôi biết tôi đóng vai gì rồi. Vai gì? Minh. Cảm ơn. Trời ơi, anh mà đóng Minh, tôi đóng con Nguyệt, tôi bồng con lên núi ở còn sướng hơn gặp mặt anh. Sao kìa? Anh đóng cái vai này nè. Vai gì? Ba của ông Minh. Tôi đóng vai ba ông Minh được không? Được, cái mặt anh già đóng được mà. Mà thằng Minh nó bị bệnh đó không? À, Minh bị bệnh, ba không bệnh. Không có bệnh hả? À. Nhưng mà ba nó già. À, ba già. Rồi, bắt đầu giờ anh là tối Nguyệt, đứng à, đây. Đứng đây ngang. Anh bồng con đứng đây. Rồi. Tôi trong nhà đi ra. Trong nhà ra đi. Tô anh Nguyệt. Thôi khỏi nhờ. Hả? Khỏi nhờ. Sao hả? Nhờ mắt công mang ơn vô sở thú mướn 5 đồng con à. Ông già rồi ông đi ông vậy chứ sao? Trời ơi già đó mà dữ dội vậy. Già đi vừa phải thôi, đi tướng cho đẹp. Trời ơi lên sân khấu đi thấy ghê à. Già đi sao? Đi vậy nè. Đủ rồi, đi vậy đủ rồi. Thôi giờ anh đứng này mệt, đi mệt quá, tôi đứng đây nha. Anh đứng đây đi. Anh làm tôi Nguyệt bồng con vô. Tôi anh Nguyệt bồng con vô. Rồi rồi. Quyền đi cái chân vậy không á. Lướt lướt kiểu công chúa bắt chước Ngọc Quyền nè. Chuẩn bị vô tuồng. Rồi ai đây? Tô Ánh Nguyệt bồng con. Tưởng tô cháu quyết. Bậy bạ cái mặt trời xanh ơi, lè. Cái tay cha cầm giống cầm tô cháu quyết đi bán quá cha ơi. Không ai mà cầm. Đi đẹp rồi vậy mà. Nít gì nó mà ẩm vậy. Có một tay gì sao được. Nít làm như 1,5 kg vậy. Trời ơi cho nó 1,5 kg cho mày. Thấy nó, thấy mẹ nó không đây nè, mẹ nó đây nè, mẹ nó đương đứng đây con 1,8 kg mà. Đẻ con 1,5 kg là lớn lắm rồi đó. Trời, trời bây giờ ai hát trước? Tôi. Chừng nào, chừng tôi nào rảnh anh mới chen vô, không rảnh anh cứ đứng hoài đó cho tôi. Rảnh chen vô. Ờ, rồi. Chuẩn bị nghe nghe. Con. Chưa kêu, chưa rảnh. Đang bận quá. Thế lâu. Chuẩn bị. Thầy cô ơi. Không kêu anh. Khúc này cũng chưa rảnh, chừng nào rảnh vô, nhắc lộ hoài. Thầy cô ơi, hôm nay tôi đến đây không phải là để xin tiền hay xin gạo. Chắc trộm hả? Mà hôm nay tôi đến đây là mong thầy cô đói thương mà cho tôi cái thác đứa con ở này. Hay quá, trời ơi. Cho đời nó về sao không trôi nổi lạc loài. Nếu kiếp này tôi không trả được thì thầy cô ơi cho tôi hẹn lại sao. Nếu kiếp sau tôi không trả được thì thầy cô ơi cho tôi hẹn lại kiếp sau nữa. Mà nếu kiếp sau nữa tôi nhắm mà tôi không trả được thì xin lỗi nha sầu. Không cho người ta hát. Đứng làm mình à. Làm mình đã rồi đừng xù. Tôi anh Nguyệt lậu xù. Ủa chưa có khúc nào rảnh là không cho anh hát. Đó là chuyện bình thường giao rồi. Thấy không? Lần thứ nhất, lần thứ hai là tại vì anh chưa thiếu nợ anh đâu biết đâu. Sao thiếu nợ sao? Thiếu nợ mà trả ba đời cháu cố nó không được ăn gì xù bỏ. Hát gì cũng phải được hát. Tôi nói cho nghe đừng có hát vậy nữa. Anh em mình gặp nhau thì phải có chủ đề đàng hoàng. Chủ đề làm gì? Cái gì cũng phải có chủ đề đàng hoàng. Chủ đề gì? Bây giờ hai anh em mình là ca sĩ phải không? À. Phải lấy âm nhạc làm chủ đề. Đúng. Tôi ra chủ đề. Anh ra chủ đề gì? Bây giờ đất nước Việt Nam mình có cây lành trái ngọt. Đúng. Giờ tôi ra chủ đề là trái cây. Trái cây. Mình dùng âm nhạc mình nói lên trái cây. Dễ ợt, đổi lời lại hát có trái cây liền. Ê đâu có được đổi lời. Sao vậy? Người ta tác giả nặng ốc môi tim viết bài hát để anh đổi lời hả? Không đổi lời mà có trái cây mới hay. Vậy hả? Coi như là mình lửa trái cây trên âm nhạc. Chơi luôn. Nhà mình cúng trái gì ngon nhất đem ra khoe với bà con. Chơi luôn. Thử trước đi. Nhà tôi giàu lắm, cúng toàn là đồ lạ không. Phải không?
Chuẩn bị coi nè, mùng 1 Tết nhà tôi cúng nè. Trái này mắc không? Trái này chỉ có mình nhà tôi ăn, là chưa có ai ăn hết. Biết trái gì không? Chắc nó lựu đạn quá. Tôi đục phù mỏ giờ à. Cái đâu có nhà nào dám ăn, có mình nhà anh ăn. Nghe vậy sao biết? Chuẩn bị nè, nghe nè. Bẻ một nhành cây, nhành cây trứng cá. Để đem vô trường chia trái cho anh. Trời ơi, nhớ đâu có ai cúng trứng cá đâu ta. Trời ơi, không ai cúng, mình cúng không có đụng hàng. Trứng cá 5.000 đồng một rổ vậy không đụng hàng. Ủa 5.000 đồng một rổ mà chưa ai bao giờ xếp lên bàn thờ hết, nhà tôi xếp lên đụng hàng. Chỉ một khoe khoang giàu có. Đây nè, nghèo thật ra. Không ăn thôi, ăn là 800.000 trở lên. Cái gì dữ vậy? Nổ quá, hát coi coi. Nhớ mùa chôm chôm trước, mùa chôm chôm kỷ niệm biết bao nhiêu nồng thắm. Chôm chôm. Trời ơi, chôm chôm mà nói 800.000, chôm chôm có 5.000 bạc kìa, bán đầy đường kìa. Tôi hỏi bà con phải 800.000 không? 800.000 nhiêu? Một xe căm nhông. Trời ơi, vậy mà cũng nói nè, đây nè, nè, coi mùng 2 Tết nhà tôi cúng nè. Cái gì nữa? Mỗi lần tôi cúng cái này tôi dở tới mẹ tôi quá. Anh làm gì vậy? Nhớ mẹ. Mất mớ tôi cúng tôi nhớ mẹ tôi, mất mớ anh nhớ mẹ. Tôi nhớ anh. Anh tội nghiệp quá, cảm ơn anh mà sao anh nhớ mẹ tôi vậy? Bữa mẹ anh mượn tôi 700.000 chưa trả. Ê, tôi đục cái phù mỏ ngang. Trời ơi, nãy tôi không dái trời cho nó đụng vô cái micro này, nó giật ngược lên trên kia đi. Trời đất ơi, mẹ tôi vậy đi mượn tiền anh à. Nghe không? Khỏi nghe. Anh nhớ mẹ anh, tôi biết trái gì. Trái gì? Vú sữa. Thấy dễ bị đục không? Thấy dễ bị đục không? Nghe không? Nghe. Vú sữa tầm thường, nghe nè. Cái gì? Mẹ già như chuối chín cây. Trời ơi, chuối. Do lại mẹ rụng con phải mồ côi. Do lại mẹ rụng con phải mồ côi. Trái chuối. Ăn gì mà nghèo quá. Nghèo gì? Anh mà bất hiếu dễ sợ luôn. Bất hiếu gì? Má anh đang thèm sầu riêng, anh mua chuối cho má anh ăn. Vô duyên má tôi thèm sầu riêng sao anh biết? Bữa tôi ăn sầu riêng má anh dùm miệng. Trời ơi, chắc phải liên trưởng cái gì về xử cha này mới được à. Trời ơi, chuối có 2.000 đồng nãy ăn không sang bằng ba tôi vậy. Ba ăn cái gì? Ai đứng bóng dừa, tóc dài bay trong gió. Có phải người còn đó là con gái Bến Tre? Đâu thấy gì đâu. Ở Bến Tre có nguyên cái vườn dừa. Rồi sao? Ba tuổi có nguyên cái vườn dừa. Kệ anh. Má anh chỉ có hồi nãy chùi. Nãy chùi là gì? Nãy chuối á. Nãy chuối hăng, nãy chuối tự nhiên má tôi có cái nãy chùi là gì? Bây giờ cái bỏ anh tôi khóa cao tôi phải ca chùi. Tôi chùi trong mặt anh giờ à. Trời ơi trời. Dừa có 1.500 trái, chuối tới 2.000. Mày đặt nói ba năng lượng sang hơn. Ờ. 2.000 đồng một nãy mười mấy trái dừa, 1.500 có một trái một. Ờ. Mà dừa là bình thường. Ờ. Dừa có cái có nước, ba tôi ăn mập bổ ra. Ờ. Còn má anh ăn chuối không có nước, uống mắc nghẹn chết. Bước lại đây, bước lại đây. Bước lại đây. Trời ơi, dúng trong sở thú ghê. Đứng đàng hoàng nè, đứng đàng hoàng nha, không có nói giỡn nữa nha. Ráng về hát đi, tới anh đi. Chuẩn bị tới tôi nè. Trái gì đâu? Mùng 3 Tết nhà tôi cúng nè. Trái gì? Nhà cúng hoài á. Mùng 3 Tết nhà tôi cúng là cúng đồ sang không? Ờ. Nhà tu ha, nhà hiền quá, mặt hiền. Nhà quá. Tôi ăn chay mà. Thấy cái mặt tôi như tam tạng không? Đúng rồi. Hiền quá, mặt hiền. Chuẩn bị nè, nghe nè. Mùng 3 Tết nhà cúng cái gì? Mùng 3 Tết nhà tôi cúng. Cúng gì? Chim. Bảy, trời ơi. Trời ơi, trời ơi, ai cúng chim ra? Sao anh này thắc cười quá? Cười gì? Chưa gì hết, cái miệng anh nhảy vô họng tôi anh ngồi vậy. Anh tôi hỏi mùng 3 Tết nhà anh cúng gì cái nói chim. Trời đất ơi, tôi chưa hát hết câu cha ơi. Phải nghe đàng hoàng chứ. Ủa vậy hả? Ai mà cúng chim hồi nào? Mấy bạn mà chuẩn bị nghe nè, mùng 3 Tết nhà tôi cúng nè. Chim quyên quầy, ăn trái quầy, nhãn lòng, nhãn lòng. Thôi tôi lại ngày luôn cho ngày 2.000. Thay đi ra ngoài mua bắp nướng ăn. Vô duyên vậy. Đồ có chim ăn mà gia đình anh ăn được hả? Ủa chim ăn được, mình ăn được, mắc mới không ăn. Không ai ăn trái nhãn lòng á, không có sang gì hết trơn, đổi trái ơi.
Sao không sang? Nhẫn lòng hồi giờ chưa ai ăn, mình ăn mới sang chứ. Trời, đây nè, đây nghe, nhà tôi nè. Cái gì? Vợ tôi có bầu 2 tháng thôi. À. Tôi phải qua bên Úc tôi mua trái này về vợ tôi ăn. Biết rồi, biết trái gì rồi. Trái gì? Mìn. Nghe đàng hoàng, có trái đàng hoàng. Trái gì? Trời, trái là mua bên Úc, cho Việt Nam đâu có bán. Trái gì mà dữ dội vậy? Ra mà xem, con gì ngồi trong hang, nó đưa cái lưng ra ngoài, đó là con cóc. Không ảnh hưởng gì hết. Con cóc là trái cóc. Trời ơi, tự nhiên con cóc là trái cóc kìa. Miễn có chữ cóc thôi chứ. Trời ơi, bởi vậy nhìn nhà anh là biết thấy nhà anh khoái ăn cóc rồi. Nhìn sao vậy? Nhìn cái đầu anh giống trái cóc quá. Đây mà có dĩa muối ớt xin lỗi anh, cái đầu hồi nãy giờ vô bụng tôi. Trời, ăn cóc mà sang cái gì? Chuẩn bị nghe nè. Cái gì? Mùng 4 Tết nhà tôi cúng nè. Cúng gì? Anh cam chịu chấp nhận sự yêu em trong trái ngang khổ đau. Ê, trái ngang là trái gì? Anh cam chịu, nhà tôi có trái cam. Nhà anh không biết ăn cam, nhà anh chỉ biết ăn cóc. Cái đầu như trái cóc. Thấy chưa, có cam đó. Cam sang lắm á, cam mới sành. Mới có trái cam mà đặt lối rồi. Cái gì? Tôi mua trái này ngọt hơn trái luôn. Cái gì? Nhớ những lúc đắm đuối bên nhau. Em yêu ơi xa rồi. Nhớ những lúc quấn quýt. Không thấy trái gì hết thì mày đặt chảnh nè. Quấn quýt là trái quýt đó, còn gì nữa. Ủa vậy hả? Nó lẹ quá rồi. Tại vì tụi mình là kỳ phùng địch thủ với nhau mà. Mai là tụi mình nói chuyện với nhau thôi. Nãy giờ là tụi mình nói chuyện tâm tình thôi. Chưa có nói với bà con lời nào hết trơn hết trọi á. Đúng. Anh phải chúc bà con một hai lời nào đi chứ. Hay nhưng mà chúc bà con cũng được. Chứ sao? Anh em mình là nghệ sĩ mà phải lên nhạc để chúc bà con mới hay. Phải hát lên bài chúc bà con phải không? Đúng rồi. Chúc bà con bé thơ cụ già vui vẻ điều. Tiếng cười vui, cái trai như là tiếng pháo. Chúc tiền vô, chúc giàu sang khắp nơi cho mọi nhà. Và tình yêu thắm tươi như ngàn nụ hoa. Và tình yêu thắm tươi như ngàn nụ hoa. Hoài Linh kính chúc quý vị được an khang thịnh vượng. Vạn sự như ý. Xin chào.